Hoan hỉ đón chào quý vị đã quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Dần chắc chắn gặp được nhiều may mắn. Do có được quý nhân tương trợ nên họ có những thành công rực rỡ trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 là tháng cực kỳ thành công đối với họ, vậy nên những người tuổi Dần không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Dần gặp được thành công và may mắn về con đường tài lộc cỡ nào, xin mời quý vị cùng theo dõi video tử vi tuổi Dần tháng 9. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong tháng này được dự đoán là tương đối ổn định. Cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các gia chủ tuổi Dần. Vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự đổi mới theo chiều hướng tốt. Đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Những người làm công ăn lương trong tháng này có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy, thu nhập cao đi liền với công việc vất vả, lao tâm khổ tứ nhiều, cũng cần chú ý đến sức khỏe. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ, việc mới luôn chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi tháng 9 năm 2022 cho người tuổi Dần, tháng này tài lộc khởi sắc, tiền bạc hanh thông. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá chúc chắc vất vả như trước. Đương số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Mức độ tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đương số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về tổng quan tử vi về sức khỏe tháng này không có vấn đề gì phải lo lắng nhiều, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy vậy không vì thế mà chủ quan, luôn có hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Dần vấn đề đi lại, đề phòng hỏa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu, thương tổn. Các gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 9 năm 2022 cho gia chủ tuổi Dần về phương diện tình cảm, gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Có những người đã yên bề xa thất thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận vui vẻ, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Lại thêm trong tháng này có tin vui về thêm người thêm của, đặc biệt có người từ phương xa trở về đoàn tụ. Trong tháng có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Dần được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng sẽ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng.
Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Trong tháng này, sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ là qua loa, gặp thầy gặp thuốc nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mong muốn, tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc là được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa và tốt đẹp. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết lúc này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tin vui tới từ người tuổi Giáp Dần trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Phương diện tình cảm trong tháng là khá ổn định, gia đạo êm ấm, hòa thuận, vui vẻ, không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Trong tháng này, vận khí của người tuổi Bính Dần không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá là nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tử vi của người tuổi Mậu Dần rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này, không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mệnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu, chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2000. Tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch, tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hòa Cục. Xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 9 năm 2022, tức 28 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 9 năm 2022, tức ngày 10 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9 năm 2022, tức ngày 22 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thuân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 9 năm 2022, tức ngày 1 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ất Thượng Thổ.
Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9 năm 2022, tức ngày 13 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.